Mấy hôm nay bên Tuyền về nhiều xe lắm các anh chị. Về nào là City RS 2022 màu đỏ nè, có cả Civic RS đời 2019 màu trắng ha. Về thêm Elantra bản N-Line đời 2022 màu trắng siêu đẹp luôn. Và chiều ngày hôm nay thì Tuyền về thêm được một chiếc Mazda 3 màu trắng dành cho các anh chị nào cần nha. Anh chị nào mà đang thích cái dòng này thì nhanh tay chốt sớm nha. Thì bên cạnh Tuyền đây là Mazda 3 Sedan các anh chị, phiên bản 2.0 Premium đời 2020 mới đi có khoảng 24.000 km thì phải các anh chị. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 579 triệu nhé. Và Mazda 3 thì hiện tại bên Tuyền đang còn 3 xe nữa, 3 chiếc, 2 chiếc bản Luxury đời 2022, một chiếc màu xám, một chiếc màu đen nè, và một chiếc bản Premium đời 2022 màu đỏ pha lê cực đẹp luôn. Anh chị có quan tâm tới những chiếc xe đó thì alo Tuyền, Tuyền gửi hình ảnh chi tiết và video chi tiết cho các anh chị nhà mình xem. Rồi bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước, rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe các anh chị nhé. Em này nước sơn màu trắng khá là hot các anh chị. Nước sơn thì Tuyền thấy không có bị trầy xước gì hết. Tuy nhiên thì xe đã qua sử dụng thì cái việc có trầy xước dăm dăm ở một vài chỗ hay là dẫm tuốt ở một vài chỗ không thành vấn đề các anh chị nhé. Quan trọng là chất xe, quan trọng là động cơ máy móc các anh chị. Và em này Tuyền còn hỗ trợ trả góp lên đến 70%. Cần tư vấn chi tiết hơn về thủ tục trả góp như trả trước bao nhiêu, hàng tháng đóng bao nhiêu, lãi suất như thế nào thì alo Tuyền nha. Rồi em này biển Sài Gòn, bên Tuyền có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc, nên là các anh chị nhà mình yên tâm đi gần hơn phần nước sơn giúp Tuyền. Nắp capo không có bị trầy xước gì hết, đèn bì các anh chị. Phía trước thì có cảm biến trước cho mình nè, mặt ga lăng rất là sang các anh chị. Đấy, rồi mối nước cản còn khá là đẹp ha, lớp độ gai gió tiền thay còn rất là sâu á, và mâm ở đây thì không có bị trầy xước gì hết các anh chị. Em này là vỏ vẫn còn là vỏ xin heo xe nè các anh chị, vỏ 2019 ha. Đăng kiểm thì còn tới tháng 6 2025 cả đăng kiểm và đường bộ luôn. Dán phim cho mình rồi. Tất cả xe bên Tuyền khi mà bán ra thì luôn cam kết với các anh chị nhà mình, xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tô động cơ và hộp số, bao test hãng, nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Đèn hậu phía sau nè các anh chị. Đấy, trông đẹp ha. Ở đây thì có cam lùi nè các anh chị, có cảm biến lùi đầy đủ nha. Máy 2.0 bản Premium các anh chị. Bản này là bản cao nhất các anh chị nha. Em này là sedan hạng C, cốp khá là rộng các anh chị. Đựng được rất là nhiều đồ ha. Tấm này là anh chủ nhà mình trang bị thêm á. Nỉ rất là sạch luôn á các anh chị. Lớp dự phòng nè, con đội tay quay còn đầy đủ hết các anh chị nha. Cùng phân khúc với em này mà giá mềm mềm lanh hoanh 500 thì tiền còn Kia K3 nữa các anh chị. Bản Luxury 2021 màu đen, anh chị có quan tâm thì alo Tuyền ha. Em này ghế da nguyên zin tông màu đen các anh chị, sàn nguyên bản, trần nguyên bản, sạch sẽ, có cửa sổ trời, ghế lái chỉnh điện cho mình các anh chị nha. Nhớ ghế nè, ở đây thì có cân bằng điện tử nhé. Vô lăng ở đây thì tiện thấy còn rất là đẹp các anh chị. Có đàm thoại rảnh tay, có ruy control và lẫy chuyển số trên vô lăng. Đi 27.318 km các anh chị. Có cả màn hình HUD hiển thị trên kính lái. Và ở đây là có một cái màn hình zin theo xe, gian lạnh thì hai vùng các anh chị. Chế độ sport thể thao, phanh tay điện tử, auto horn ha. Có cửa sổ trời nữa, mở thử cửa sổ trời cho các anh chị xem. Còn đẹp, hoạt động bình thường, rất là tốt các anh chị ha. Xe này còn một cái tính năng gì hay hay nữa thì các anh chị comment bên dưới ha. Đấy, rồi ok. Bây giờ mình sẽ kiểm tra phần khoang động cơ các anh chị nhé. Trước tiên thì nhìn giùm tiền phần ốc của nắp capo. Tắt cái anh. Ê Tuấn, con ốc của nắp capo keo chỉ capo nguyên zin, khung sườn máy móc nguyên zin các anh chị ha. Rồi ốc máy nè các anh chị, còn sơn phết đầy đủ, tem mát từ nhà máy vẫn còn các anh chị. Bên Tuyền thì nó không có xe lỗi nên là các anh chị nhà mình yên tâm, anh chị nào theo dõi bên kênh của Tuyền thường xuyên thì sẽ biết ngay ha.
Rồi thì nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa các anh chị nhé. Mazda 3 Sedan phiên bản 2.0 Premium đời 2020 đi 27.000 km rồi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 579 triệu. Và giá này Tiền báo thì còn bớt cho các anh chị một tí xíu lọc lá nữa khi mà đến xem xe trực tiếp. Anh chị nào thích chiếc này nhanh tay liên hệ Tiền qua số điện thoại bên dưới nhé. Còn mình ở tỉnh xa mình thích chiếc này chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được thì nên xem hết video của Tiền ngày hôm nay, chốt giá chốt lại cái ngày nhận xe rồi chuyển khoản đặt cọc trước giúp bên Tiền tầm khoảng 10 triệu 20 triệu mình giữ xe lại đi các anh chị. Rồi nay mai mình lên mình xem xe để tránh những cái trường hợp các anh chị ở tỉnh xa lên mình hỏng cọc trước thì bên Tiền đã bán mất rồi thì lại mất thời gian đi lại của các anh chị, mất chi phí đi lại của các anh chị ha. Còn đừng nữa Tiền hỗ trợ giao xe tận nhà, anh chị em mình yên tâm nha. Và hiện tại thì bên Tiền còn rất nhiều các dòng xe 5 chỗ nè, 7 chỗ bán tại các hãng khác nhau. Ở nhà mình mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe như thế nào nhớ alo Tiền, Tiền sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nha. Hoặc có thể ở lại bên kênh của Tiền, mình lướt xuống bên dưới để mình xem được nhiều video hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.